Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì lâu quá mình mới đến nhà của Triều để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn số mai. Chào Triều. Chào anh Tấn. Chào cô chú. Cũng thời gian qua bị dịch bệnh định ra em không có đi lấy cây về, nay mình lấy một mớ mai đạn về để giao lưu cho cô chú chơi. Sắp tới cũng có mai về nữa cô chú. Thì đây để đáp ứng với cô chú là mình bán đây là ấp Tân Thới, xã Tân Phú, xã cái lại tỉnh Tiền Giang nha cô chú. Số điện thoại của em là 0333912752. Mong cô chú ủng hộ những cái clip này và clip kế tiếp không. Hình thức mình ship sao Triều? Cái này em bao ship 200 km cô chú. Rồi bao ship 200 km, rồi giả sử như mấy cô chú mà ở xa hơn rồi sao? Xa hơn thì phí thương lượng đi. Phí thương lượng ha. Dạ. Rồi mình vào cây số 1 luôn quý vị ơi. Quên nữa, mình hỏi là mai mình bông sao đi em? Bông từ 5 tới 9 cánh nha cô chú, nhưng mà này là cánh nhặt chứ không có cánh chuồng cô chú. Cánh nhặt chứ không phải cánh chuồng phải không? Cánh đẹp. Đẹp. Rồi mình vào cây mai số số 1. Nay mình về là tổng cộng ba mấy cây mai tàn Tiểu? Nay về được 8 cây anh. Rồi 8 cây nha quý vị. Rồi mình vào cây số 1 luôn. Đây số 1 được để trong nhà đây. Cái này cao khoảng nhiêu ha? Này thì mình cũng đo bóng đó nha cô chú, mình chứ không có được, không có bóng cô chú, tầm khoảng 3 mét đi. Rồi tới cái giót đọt ở trên là khoảng 3 mét, tầm 3 mét. Tán ngang tán ngang có 2 mét nha cô chú. Tán ngang chắc hơn rồi ha. Rồi hơn 2 mét đây. Rồi, tích 2 mét cho có dư ha. Rồi to cái đọt ở trên đây quý vị. Lúc ở trên này ha. Giờ mình kéo xuống thân chánh tay cành ở đây quý vị cũng nhìn cũng đều á quý vị. Cái dáng này về đây nè. Rồi cho cái quành luôn Triều ơi. Quành mình đo tại ngay vị trí này nha cô chú. Rồi 33 quành, 33 rồi. Hơn 33. Rồi 33 quành. Rồi mình đi vòng nha quý vị. Cái này giao lưu như đây Triều? Cái này giao lưu với cô chú là giá 5,5 triệu. Năm triệu rưỡi. Rồi 5,5 triệu rồi quý vị ơi. Cái mã số 1 ha. Cô chú mua cây này thì em ship 200 m là 200 km, là em bao ship bằng xe tải nha cô chú. Rồi ship bằng xe tải luôn. Lá còn tươi xanh nữa ha. Rồi mình qua cây số 2 đây. Rồi cây số 2. Rồi cao khoảng nhiêu đây ha Triều? Mình tổng thôi. 3 mét thôi, 2,5 đi. Rồi tán ngang khoảng nhiêu ha? Tán ngang khoảng 2,5 anh Tấn ơi. Rồi 2,5 tán ngang này cũng thấy cũng rất là rộng quý vị. Rồi có đọt giót ở trên nha. Rồi, đây giót đọt đây. Cây này về gấp khỏe cô chú, cây này nó lá còn tốt, đang ra lá non cô chú. Rồi cho cái hoành luôn Điều ơi. Rồi mình nói ngay vị trí này là 31 yếu tính 30 đi nha cô chú. Rồi để đây. Cô hả?
quá nè ha. Cái này về cũng kéo rồi, cái này em giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu với cô chú giá 7,5 triệu nha. 7,5 triệu rồi. Cành tàn cũng đều nè, đứng gì đấy nè, mình kéo lên cho quý vị xem lại cây cạch ha. Đặt luôn rồi, cây mã số 2 7,5 triệu đó, đây quay hướng khác đi quý vị, tay cành cũng đều luôn nè. Đây qua cây số 3 rồi, cây số 3 cây lên luôn, tính rồi đây luôn rồi, cái tàn còn do ha. Rồi 2 mét chú ơi. Rồi cao khoảng 2 mét cái tàn đòn do luôn. Đáng ngang khoảng 2,5 mét. Rồi đúng rồi, khoảng 2,5 mét quý vị. À, hết sức cái tàn luôn nè. Đòn do luôn. Rồi tượng chính nó trong đây nè ha. Trong đó đó quý vị. Đó, đó, đó. Rồi dần kéo xuống nha. Cây lắc thằng khéo ngang cô chú. Lắc lắc nè. À, cái thực chính lên trên đây đó, trên đây này quý vị. Nhìn thấy đẹp ha. Rồi cái này mình, cái hoành mình lớn đây, cái hoành nè, cái hoành mình đo ngay đây đi rồi cho cô chú xem thôi. Rồi 34 hoành nha cô chú. Rồi một cái cũ nguyên cái bể hết hồn luôn đây đó, cũ không cái bể nè. Không, không, cái bể cho cô chú xem thế. Cái bể đó, ôi quá trời luôn, cái bể luôn. Rồi 64 luôn. Đó, 64 luôn nè quý vị. Ờ, à, cước này rễ chịu cũng nhiều quá nè ha. Có hết đây, con để hết, để đều có hết. Đây, để chịu nè. Đó tu dưỡng con kho điều quá nè. Bà cũng hỏi, bà cũng hỏi. Bà cũng hỏi. Tàn thì quá xá đẹp rồi ha. À, thực chánh kéo nữa, ở đây rồi mấy. Cái này giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu với cô chú giá 12 triệu luôn cô chú. 12 triệu ha, dáng này đẹp ha, tàn đẹp luôn. Đẹp, tàn đẹp. Mã số 3 nhưng quý vị. Này do ha. Rồi, mình qua cây số 4. Cũng đây. Rồi. Giờ đọt ngay đây, cây này cao khoảng nhiêu đây em? Đây tính 2,5 mét anh ơi. À, khoảng 2,5 mét tăng ngang em. Cái ước ước lượng vậy ha. Rồi 2 mét luôn. Rồi, 2 mét. Đây, được chính nó nha quý vị. Thân lắc cũng đẹp đây. Tay cành cũng đều nè. Rồi, gió cái tên luôn ha. Rồi, kéo nhanh xuống cho quý vị xem cái góc nha. Rồi, ngay vị trí này cho ấy chứ không có đồ ấy nha cô chú. Rồi, 34 hoành luôn cô chú ơi. Nguyên cái củ bự quá nè, đẹp nè. Cái này tính giao lưu nhiêu đây em? Cái này em giao lưu với giá là 9,5 triệu anh. 9,5 triệu quý vị ơi. Ở đây nó có một cái mặt cắt mà nó liền rồi nha cô chú. Không sao, nó thành đá rồi, không sao đâu. Tay cành đẹp không? Cũng đẹp ha. Thôi em qua đấy em ngồi anh chụp hình cái cho em cái coi. À.
Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Rồi mình qua cây số 5. Nó nằm bên đây. Thôi mình đang quay ở dưới đế này. Cho cái quạnh nó luôn. Mình kéo lên trên luôn. Đo cho cô chú là khỏi sợ cây này cây kia, đo rất là ok nha cô chú. Kỳ hao lên luôn phải không? Kỳ hao lên luôn. Rồi 36 hoành, yếu tính 35 yếu. Thôi. Bữa này nó có mấy cái nhánh này nha cô chú, mình báo cô chú biết con nào đó chủ nhà nó làm đi nét đó, hôm nay nó liền lại cô chú. Rồi. Kéo ra từng ha. Cũ này nở kìa ha. Mấy cây này cũng nở, cũng nở. Cây này đang lớn nở gần nứt cái trần ha. Rồi mình kiếm hướng nào mình kéo lên cho quý vị xem cái tạng lên nha, để mình xem lại cái vết nứt hồi nãy nha quý vị. Kéo ra hết trơn rồi nha quý vị. Này cũng nứt lâu rồi nè. Này nó cũng liền rồi không sao. Liền da rồi ha. Rồi tay cành ở đây quý vị. Tay cành đều hết trơn nha quý vị ơi. Này cao khoảng nhiêu ha em? Khoảng 3 mét lên tấn thôi. Rồi cao khoảng 3 mét tấn ngang nè. Tấn này mà kéo ngang tấn ngang mà nó kéo ngang ngang nữa chắc rộng lắm. Tấn ngang mình cũng ra là tầm khoảng 3 mét, khoảng 2 mét rưỡi thôi. Chờ khoảng 2 mét rưỡi ha. Tay cành đều nha quý vị. Cây này nãy anh hỏi giá chưa vậy? Chưa. Giá nhiêu đây em? Cái này em giao lưu với cô chú là giá 10 triệu rưỡi nha cô chú. 10 triệu rưỡi. Tay cành đều luôn á. Rồi cây này mã số Số 5. Rồi, mình qua cây số 6 bên đây quý vị ơi. Rồi, cũng rất là cao, cao khoảng nhiêu đây? Khoảng 3 mét nữa rồi. Khoảng 3 mét. Rồi, tấn ngang. Tấn ngang mình 2 mét rưỡi đi. 2 mét rưỡi. Rồi cái độc nó trên đó nha quý vị, mình kéo xuống từ từ cho quý vị xem nha. Rồi tay cành thì đóng cũng rất khích đều luôn nha quý vị. Cái này rất mạnh cô chú, bắn về mấy bữa mà nó bắn độc non rồi nha cô chú. Ra được non hả thân ha. Tông cô chú khỏi sợ. Cũng lắc nè, dặn nè. Cho cái hoành luôn em. Hoành non ở đây đi. Rồi 27 hoành, 28 yếu, tính 27 nha cô chú. Rồi 28 yếu. Tay cành lên khích nha quý vị.
À, cây này giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu với cô chú là giá 6,5 triệu hả cô chú? 6,5 triệu bao ship 200 km ha. Ship bằng xe tải luôn quý vị ơi, nhanh chóng luôn, có cây liền. Cô chú ship trong vòng một ngày là cây đã tới nha cô chú. Còn đi bưu điện lâu lắm, hơi cây hết. Cành đều luôn. Rồi mình qua cây bên kia, số 7 mấy bên đây. Bên đây rồi, 2,5 m 2,7 m tới đây. Rồi cao khoảng 2,7 m. Tán ngang em. Tán ngang 2 m lên tới đây. Rồi tán ngang khoảng 2 m ha. Quay bên đây bị tối, lát nữa mình xây qua bên kia nha quý vị. Qua dưới này về chỗ quý vị mình xem cái tay cành thôi. Rồi tay cành đó quý vị. Rồi cho cái quành luôn. Đấy, cây này đẹp lắm cô chú ơi, đồng nó sau này nó có cái củ bự lắm. Rồi 33 hoành luôn, 33 luôn. Rồi củ bự luôn, củ bự chảng luôn. Rồi lắc lên nè, lắc lên ha. Quay cái bề này mới thấy cái củ nó bự nè. Giá một vòng bộ rễ nha quý vị. Tay cành ở đây. Cái này giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu với cô chú là giá 9 triệu. 9 triệu. Cái mã số 7 ha. Rồi mình qua cây số 8. Ở sào đây. 8 năm con kẹt quá rồi. Được, đây mình sẽ qua luôn. Đây. Kế bên. Cao khoảng 1,8 m. 1,8 m. 1,8 m. Khoảng ngang khoảng 2,5 m. Khoảng ngang 2,5 m, rộng quá quý vị. Cái này kéo qua đây nè, thênh thang luôn nè, còn do luôn ha. Rồi cái cốt chánh là vị trí này ha. Rồi kéo xuống. Này có cái la và lắc ha. Rồi cho cái hoành luôn à, bên đây trúng sáng rồi đó, bên kia nãy anh quay ngược. Rồi 31 hoành luôn cô chú. Rồi 31 hoành luôn. Đấy cũng đẹp luôn đây. Trải mèo ra. Đây thì chắc đây thấy nào cũng có rễ à. Chứ có quá mà chị không dám mùi xuống bịch. Có cái ngắn ngay đây luôn. Bình nè, không nở rồi. Đây, nó lắc lên đây. Bên đây em dặn lắc cái có tay cành ha. Cành. Đây tay cành. Đây tay cành.
lắc ở đây tay cành luôn. Mẹ bẻ dặn lắc cái tay cành đã khéo ha. Mỗi một cái gói là nó có một cái cành. Rồi. Cái này giao lưu nhiêu đây em? Cái này giao lưu với cô chú là giá 8 triệu nha cô chú. 8 triệu. Rồi quý giá mình còn không em? Hết rồi, 8 cây hết rồi. À, 8 cây. À, quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi, thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy thích cây nào muốn giao lưu với Triều thì alo trực tiếp cho Triều nha quý vị. Rồi xin hẹn gặp lại quý vị vào quý vị tiếp theo nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cảm ơn quý vị đã xem và theo dõi kênh mình trong thời gian qua ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào quý vị tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.